Trung tâm điện tử Ảnh Phương xin gửi lời chào tới tất cả các bác. Vâng, trong buổi trưa ngày hôm nay thì bên trung tâm điện tử Ảnh Phương xin trân trọng gửi tới các bác một trong những sản phẩm hàng Mỹ Noi. Mà đây là một trong những cái modem mà rất phù hợp cho bộ cấu hình âm thanh gia đình. Đó chính là cục đẩy Crown Macrotech 2400. Mời các bác hãy cùng ngắm nhìn ngoại thất của cục đẩy công suất này. Nhìn một cách tổng thể thì con đẩy Crown Macrotech 2400 này nó khá đẹp. Với công suất cho chúng ta đánh thoải mái những cặp loa bass 40 và 30 và những cặp full đôi thì Crown 2400 đều đánh rất là tốt. Và không hiểu tại sao các bác đã cảm nhận được và đã từng nghe đến cái dòng đẩy Crown nó chơi với loa JB chưa? Nếu như giải thích một cách khách quan thì đẩy Crown với JB nó đều là của một cái tập đoàn Hackman của Mỹ sản xuất, cho nên là nó có cái trở kháng cũng như là có cái giải âm nó tương đồng nhau, cho nên nó sẽ khai thác triệt để được những dòng loa Mỹ. Nói như thế không phủ nhận được là đẩy Crown nó vẫn chơi rất xuất sắc với những con loa mà chúng ta vẫn sử dụng trong gia đình. Có điều là nó sẽ khai thác được triệt để với loa JB. Cho nên là những bác nào mà nâng cấp, mà nâng đến kịch điểm thì thường tìm đến Crown. Crown nó sẽ cho chúng ta thỏa mãn được tất cả các giải âm, từ âm bass sâu và có độ ngân tốt về tiếng bass, và các cái giải âm nó mịn màng, nó không bị rối, không bị lặp. Chúng ta còn gọi là âm thanh sạch là như vậy. Đấy. Đây là tổng thể con đẩy Crown hàng mới về buổi sáng ngày hôm nay. Con này thì nói chung là nếu như các bác chỉ cần ngắm nhìn nội thất thì với này được biết về giá thành của con này thì chắc chắn rằng con đẩy này cũng sẽ lên đường rất là nhanh. Ví dụ như cặp loa này thì anh Phương đã giao bán thành công cho chú bác Huy. Và bác Huy ở Bình Dương. Đây là số điện thoại của bác Huy đây. Bác Huy đã chuyển cọc cho anh Phương được 500.000 đồng rồi. Nói có sách mách có chứng. Bán thì đây là bán lấy tương tác, cho nên là anh Phương công khai luôn. Chú anh Huy buổi sáng ngày hôm nay với số hot này đây. Đấy. Chứ không phải câu view đâu anh em. Bán hàng là rõ nét vấn đề luôn. Và bây giờ mời các bác hãy cùng ngắm nhìn nội thất của con đẩy Crown này. Các bác thấy sao? Đầu tiên không biết các bác sẽ ấn tượng về cây gì. Em nghĩ là đầu tiên chúng ta sẽ ấn tượng về cái nguồn của nó. Con này đời lại nguồn vàng. Crown nguồn vàng hai nguồn thì các bác biết rằng là nguồn vàng thì anh em chúng ta rất là thích, cho nên nhiều bác hay gọi điện anh Phương bảo anh Phương có Crown 2400 nguồn vàng hay không. Thì nguồn vàng là một trong những modem đẩy được sử dụng nội địa ở tại Mỹ đấy. Và khi mà đẩy Crown nguồn vàng thì nó sẽ sử dụng tất cả là 24 sò vương miện của Mỹ. Còn bình thường thì những con đẩy sau này chúng ta sẽ thấy rằng có những con đẩy nó sử dụng một nửa sò vương miện, một nửa sò Mexico. Anh em chúng ta thì lại thích cái dòng đẩy nguồn vàng sử dụng 100% sò Mexico, sò vương miện. Như vậy là cái này là đã bắt đầu ghi điểm rồi các bác đúng không? Cái ghi điểm thứ hai là con này chạy 100% sò vương miện này. Đấy, và các bác nhìn để ý thấy rằng con đẩy này nội thất của nó khá đẹp. Khi mà chúng ta nhìn cái giấy này nó còn chưa cả xuống màu. Đây là giấy cách nhiệt các bác nhé. Bên dưới này là những thanh tản nhiệt. Nó còn trắng phau luôn các bạn. Đây là những thanh tản nhiệt. Như vậy là cái ghi điểm thứ ba là sử dụng 100% sò vương miện của Mỹ. Một trong những dòng sò đắt giá nhất hiện nay về sò công suất.
và cho chất âm phải nói rằng đẹp, chất âm đẹp. Cái điểm thứ ba có nghĩa là hai cái tụ lọc này, hai cái tụ lọc nguồn này, chúng ta thấy rằng là các bác thích chơi dòng đẩy crown lại chạy tụ lọc của Philip, hai tụ lọc Vương Miện. Đấy, toàn bộ hàng còn rất chuẩn chỉ, đấy, quạt còn trắng tinh luôn các bác. Nét luôn các bạn. Con này là nguyên bản 100% hàng nội địa của Mỹ. Từ những con ốc này nó còn đẹp xuất sắc luôn, chưa xuống màu, chưa han rỉ gì. Cũng như là từ những cái câu chì này nó vẫn còn nguyên. Thực ra là chạy nguồn điện 220 thì người ta cũng có thể có những con người ta can thiệp, người ta câu điện để chuyển từ điện 110 sang điện 220 khi sử dụng hai cái nguồn, hai nguồn này. Về phía đằng sau thì các bác quan sát, đây là phía đằng sau. Con này có chế độ đánh mono, đánh stereo và đánh dồn kênh. Và dòng này là dòng nội địa của Mỹ cho nên sử dụng nguồn điện 120V. Đấy, điện 120. Và đây nó có đường jack tín hiệu đầu vào bằng jack Canon, với này jack 6.5. Hàng mít nòi luôn các bác nhá, made in USA. Đấy, mít nòi luôn. Con này thì giá thành này rất là tốt. Báo cáo các bác là con đẩy này anh Phương trong thời gian này, nói chung là có mỗi một thời điểm chúng ta sẽ đặt một cái chỉ tiêu, cũng như là đặt một cái chí hướng lên thì chắc chắn sẽ thành công. Và trong thời điểm này thì hầu như sản phẩm anh Phương sẽ bán với giá rất tốt cho các bác, nhằm mục đích gọi là tăng tương tác và phát triển kênh, đồng thời cũng là những cái tình cảm của bên trung tâm điện tử anh Phương dành riêng cho các bác khách hàng gọi là đam mê chơi audio. Sản phẩm này hiện tại anh Phương đang bán cho các bác với giá là 17.800.000 đồng. 17.800.000 đồng. Con đẩy Crown Magnetic 2400 này, nguồn vàng. Bác nào mà xem được video này và đã biết giá của sản phẩm này rồi thì hãy gọi sớm cho anh Phương, không nại hụt. Ví dụ như cặp loa Martin này, em thề với các bác ít nhất phải có khoảng độ 20-30 bác gọi điện cho anh Phương là để cho tôi cặp Martin này. Nhưng mà thực ra thì hàng, nếu mà hàng giá tốt thì nó đi nhanh lắm. Cho nên là các bác nào mà xem xong thì có thể gọi cho anh Phương sớm. Đây là một cơ hội rất tốt để có được con đẩy Crown Mỹ mà giá thành tốt như vậy. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.